Mạnh Quỳnh bật khóc khi biết trò cốt của Phi nhung xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Khi nghe tin Mạnh Quỳnh sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 4, chắc hẳn nhiều người mong đợi nam ca sĩ sẽ đem theo thứ gì đó, mà không cần nói ra, mọi người cũng ngầm hiểu về nhau. Tuy nhiên mới đây Wendy Phạm, con gái của ca sĩ Phi nhung đã thông báo một điều khiến nhiều người bật khóc. Trong đó có Mạnh Quỳnh. Theo thông báo trước đó, Wendy sẽ đem trò cốt Phi nhung về Việt Nam cho mọi người đến thăm nhưng thật buồn vì trên trang chính chủ của một người thân Wendy ở Việt Nam cho biết, vậy là trò cốt của mẹ Phi Nhung không thể di chuyển nên không thể về Việt Nam được nữa. Mà chỉ được chị Wendy Phạm đưa ra biển rải trò cốt. Từ ngày mẹ đi, tụi con không được gặp và cũng chẳng được nhìn thấy mẹ, tiếng hát của mẹ và cũng không có tấm hình chụp chung với mẹ. Không được nhìn mẹ được đưa lên xe về đài hóa thân. Mẹ luôn làm hoạt động từ thiện trong âm thầm, giờ mẹ bỏ đi cũng trong âm thầm không ai được gặp mẹ chúng con thương và nhớ mẹ lắm không chỉ có vậy người này còn có đoạn ghi âm trò chuyện có nội dung rằng vì sư thầy nói nên kỵ không nên di chuyển nhiều nếu có thì di chuyển sẽ không tốt nên mọi người không dám đi đâu hết ở đâu thì phải làm ở đó đây là tin chính xác với người thông báo tin này cực kỳ thân thiết với gia đình của wendy dưới phần bình luận rất nhiều khán giả tỏ ra buồn và đau lòng vậy là những người hâm mộ ở việt nam cũng sẽ không được gặp cố ca sĩ lần cuối dù chỉ là trò cốt sau khi đưa ra quyết định này wendy cũng thấy rất có lỗi với mạnh quỳnh và khán giả con gái phi nhung thì nhắn tới mạnh quỳnh một lời xin lỗi cùng một bức thư đặc biệt đã giữ hơn năm tháng nay mà bây giờ mới dám gửi cho tri kỷ của mẹ khi anh đọc được những dòng thơ này thì có lẽ cũng đã vài tháng rồi nếu em nghe theo chỉ dẫn của anh thì có lẽ giờ này em đang ở Mỹ và chuẩn bị khăn tràn áo ấm để đón mùa đông, tất bật những chuyến lưu diễn mừng năm mới. Nhiều dự định ban đầu của chúng ta về một chương trình tri ân khán giả đã theo dõi và ủng hộ cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh trong suốt mười mấy năm qua. Và có lẽ giờ này em đang ngồi bên ghế đá ven đường, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Những ngày tháng sau này hãy cứ làm những gì mà anh thấy đúng em mong anh hạnh phúc, kết bạn thêm những người ủng hộ niềm đam mê của anh. Hãy tự tin làm những gì anh muốn để biết rằng anh vẫn có cơ hội tận hưởng cuộc sống giống như em. Đó là tất cả những điều trong thâm tâm của em muốn giải bày với anh. Em không muốn anh đau lòng, hãy sống tốt và em sẽ luôn bên anh trong suốt cuộc đời sau này. Thương anh lắm.